Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với điểm tin bóng đá ngày 31 tháng 7 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin có trong điểm tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi thở bóng đá. Nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về thế giới túc cầu mỗi ngày. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết có trong điểm tin bóng đá ngày hôm nay. Lingard cảm thấy mất mát cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mùa giải 2019-2020 là quãng thời gian đen tối cho sự nghiệp của Jesse Lingard. Anh không có nổi một bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho đến phút thứ 90+8 của trận đấu cuối cùng với Leicester City. Lingard từng là một ngôi sao rất được kỳ vọng sau khi ghi những bàn thắng quan trọng giúp MU giành chức vô địch FA Cup hay ghi bàn cho đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2018. Nhưng sự sa sút không phanh sau đó đã khiến cầu thủ người Anh gần như mất hút tại sân Old Trafford. Áp lực dồn lên vai Lingard là vô cùng khủng khiếp và cầu thủ này đã phải rất nỗ lực mới có thể không sụp đổ vì những lời mỉa mai, xúc xiểm và thậm chí là chửi rủa thậm tệ của các cổ động viên. Tiền vệ 27 tuổi mới đây đã đăng một status khá dài về quãng thời gian khó khăn vừa qua của mình. Mùa giải này thật sự khó khăn vì nhiều lý do. Tôi đã mất tất cả, từ sự nghiệp tới cuộc sống ngoài sân cỏ. Nhưng tôi không bao giờ muốn từ bỏ. Tôi biết mình là ai, từng xuất sắc như thế nào và có thể trở lại một lần nữa. Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua và xin cảm ơn những người luôn bên tôi trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Tôi biết người hâm mộ đã rất thất vọng về tôi, nhưng tình yêu tôi dành cho đội bóng và các cổ động viên chưa bao giờ nguội lạnh. Đội bóng này là gia đình của tôi và tôi sẽ tiếp tục tập luyện nỗ lực hơn nữa để giúp cho Man United giành được những mục tiêu. Người đồng đội Bruno Fernandes cũng đã lên tiếng ủng hộ Jesse Lingard. Tất nhiên Lingard đã may mắn có được bàn thắng từ sai lầm của thủ môn Kasper Schmeichel, nhưng nỗ lực của anh ấy là không thể phủ nhận. Fernandes chia sẻ với MU TV: "Đối với tôi thì Lingard xứng đáng có được bàn thắng vì những gì anh ấy đã thể hiện trong thời gian qua. Anh ấy đã chịu áp lực vô cùng khủng khiếp nhưng vẫn không từ bỏ. Chúng ta nên chúc mừng Lingard." Dù khẳng định mãi yêu Man United, nhưng Lingard cũng phải thừa nhận anh khó có thể được giữ lại đội bóng trong mùa giải tới. Vì thế mục tiêu của cầu thủ này là cố gắng thể hiện thật tốt trong những trận đấu còn lại của mùa giải này tại Europa League để thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ khác. Chelsea bị tố dùng thủ đoạn để mua thần đồng nước Đức. Hiện tại thì Chelsea đang dồn toàn lực để mua Kai Havertz sau khi đã sở hữu hai tân binh chất lượng ở mùa hè này, bao gồm Hakim Ziyech và Timo Werner. Dù vậy, phía câu lạc bộ chủ quản của Kai Havertz, Leverkusen tỏ ra cực kỳ cứng rắn khi hét giá 90 triệu bảng cho Kai Havertz, trong khi Chelsea chỉ muốn chi ra khoảng 70 triệu bảng. Và theo tờ Bild, thì bà Granovskaya đang cố gắng khám phá những lỗ hổng tiềm năng ở đội ngũ đàm phán Leverkusen nhằm giúp Chelsea có lợi nhất trong phi vụ chiêu mộ Kai Havertz. Nhiều nguồn tin khẳng định bà Granovskaya đã hỏi nhiều cầu thủ Đức về thông tin liên quan đến Rudi Völler và Fernando Caro, những người đi đầu trong các cuộc đàm phán của đại diện Bundesliga. Granovskaya nổi tiếng với kỹ năng đàm phán quyết liệt, được chứng minh trong cách xử lý ở sự ra đi của Eden Hazard từ Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Bất chấp tiền vệ người Bỉ chỉ còn một năm hợp đồng với The Blues và bày tỏ nguyện vọng ra đi, bà Granovskaya vẫn ép được Los Blancos phải chi tổng cộng là 130 triệu bảng cho thương vụ này. Mặc dù bà đang cố gắng làm náo loạn trong hệ thống lãnh đạo của Leverkusen, nhưng Völler khẳng định Chelsea vẫn sẽ phải chi ra toàn bộ là 90 triệu bảng nếu muốn được Kai Havertz về Stamford Bridge mùa hè này. Hiện tại Kai Havertz có hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Bayer Leverkusen của Bundesliga. Cựu huyền thoại của Chelsea bị người Việt Nam hack Facebook để bán quần áo. Hôm 10 tháng 7, người hâm mộ đã bất ngờ khi thấy Facebook chính thức của Ivanovic đổi ảnh đại diện thành một nữ ca sĩ Hàn Quốc. Trong các bình luận tương tác với những người dùng khác thì fanpage của Ivanovic đều sử dụng tiếng Việt. Tới chiều ngày 30 tháng 7, tài khoản này đăng tải một video livestream bán quần áo nhưng đã xóa đi không lâu sau đó. Ít giờ sau, cũng chính trang này đăng tải dòng trạng thái giao bán tài khoản với giá là trên 100 triệu đồng. Với những gì đã xảy ra, có vẻ như một người Việt là người đứng sau vụ hack fanpage chính chủ của Ivanovic. Trong quá khứ thì Ivanovic thi đấu cho Chelsea từ năm 2008 đến năm 2017, giành 3 chức vô địch Premier League, 1 UEFA Champions League và 1 Europa League. Sau khi rời The Blues, Ivanovic đã gia nhập câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg. Anh chia tay đội bóng Nga vào cuối mùa giải vừa qua khi hợp đồng đáo hạn. Dù vậy, trung vệ 36 tuổi vẫn kịp có 4 bàn thắng sau 25 trận ra sân cho Zenit Saint Petersburg ở mùa giải 2019-2020. Ivanovic đã chơi tổng cộng 583 trận, ghi được 54 bàn và có 47 được kiến tạo. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ivanovic là cầu thủ khoác áo đội tuyển Serbia nhiều nhất trong lịch sử với 105 trận. Anh góp mặt cho đội hình tham dự World Cup 2010 và 2018 của Serbia. Chủ tịch FIFA bị tố tham nhũng. Một công tố viên đặc biệt có tên là Stefan Keller đã đưa ra những thủ tục tố tụng hình sự như một phần của cuộc điều tra về cuộc họp bí mật giữa người đứng đầu FIFA và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ, đó là Michael Lauber, người đã từ chức mới đây. Theo Reuters,
cụ thể là chủ tịch của FIFA Infantino, đối mặt với cáo buộc về các giao dịch giữa ông và Lauber. Nhà chức trách cho hay, trước đó các công tố viên của Thụy Sĩ đã tìm thấy dấu hiệu của hành vi phạm tội liên quan đến các cuộc họp bí mật giữa hai nhân vật tai to mà lớn này. Tuần trước thì ông Lauber đã từ chức sau khi tòa tuyên án kết luận ông đã cố tình đưa ra những lời khai không đúng sự thật và cố ý che giấu cuộc gặp bí mật nói trên. Ông Lauber dự kiến sẽ chính thức rời vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Thụy Sĩ vào cuối tháng 8 tới. Lauber và Infantino bị cáo buộc đã gặp nhau bí mật 3 lần vào các năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, cả hai người đàn ông này đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Vào tháng 4 vừa qua, FIFA đã nhấn mạnh các cáo buộc là cố tình gây hiểu lầm và có ác tâm. Infantino tiếp quản chức chủ tịch FIFA vào năm 2016 sau sự ra đi của người tiền nhiệm Sepp Blatter. Sepp Blatter cũng đã từng từ chức trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng liên quan với các khoản thanh toán cho chủ tịch UEFA, đó là Michel Platini. Ông Infantino bị cáo buộc có những sai phạm khi điều hành FIFA, trong khi đó thì ông Lauber được giao nhiệm vụ điều tra. Dù vậy, hai người này có vẻ như đã đi đêm với nhau nên giờ đang bị Keller điều tra. Messi bị các đồng đội ở Barca phản loạn. Barcelona sắp tiến vào trận đấu với Napoli ở UEFA Champions League với tình hình nội bộ tồi tệ nhất có thể. Lionel Messi đã đả kích các đồng đội sau thất bại gây sốc trước Osasuna. Trong khi đó thì Arthur Melo gần đây đã quay trở về Brazil để tập luyện cùng câu lạc bộ quê nhà Grêmio thay vì hội quân và tập luyện cùng với cao thủ Barcelona. Chủ tịch Josep Bartomeu và bãi đạo của câu lạc bộ đang cân nhắc đưa hành động của tiền vệ người Brazil ra tòa. Dù Quique Setién đã không sử dụng Arthur Melo kể từ khi vụ chuyển nhượng sang Juventus được xác nhận, huấn luyện viên này vẫn hy vọng cầu thủ này sẽ thực hiện đúng theo nghĩa vụ hợp đồng của mình và ít nhất trở lại sân tập của Barca. Tờ Diario Go của Tây Ban Nha hôm qua cũng đã tuyên bố rằng không ít hơn 3 tiền vệ đã trở mặt với Messi và đang tìm kiếm những biến động mới. Với việc có quãng thời gian nghỉ để chờ đợi đến khi UEFA Champions League quay trở lại, các cầu thủ này cảm thấy không có trách nhiệm phải tiếp tục đóng góp trước khi rời Barcelona ở mùa hè này. Bộ 3 tiền vệ này bao gồm Arthur Melo, người chắc chắn sẽ đến Juve ở mùa sau. Cầu thủ người Brazil được cho là không hài lòng với sự độc tài của Messi tại Barca. Người tiếp theo là Ivan Rakitic, anh đã chán ngấy việc ý của Messi cũng là ý của câu lạc bộ. Cuối cùng, Arturo Vidal cũng muốn rời câu lạc bộ khi huấn luyện viên Setién ngày càng ưu tiên sử dụng Ricky Puig thường xuyên hơn và khi Pjanic đến đây, tiền vệ người Chile sẽ càng dễ mất vị trí chính thức ở Barcelona. Việt Nam đăng cai AFC Cup 2020. Thưa quý vị, là AFC ngày hôm qua đã thông báo Việt Nam sẽ là thành viên đăng cai hai bảng đấu F và G của AFC Cup 2020. Các trận đấu còn lại của hai bảng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 năm 2020. Trong đó các trận đấu ở bảng F sẽ thi đấu trên sân Thống Nhất, còn bảng G được tổ chức trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Địa điểm tổ chức các trận đấu của bảng H sẽ được công bố trong thời gian tới. Trong khi đó, các trận đấu ở vòng bán kết và chung kết khu vực Đông Nam Á cũng sẽ được xác nhận sau khi có kết quả bốc thăm vào ngày 27 tháng 8 tại trụ sở của AFC. Cũng trong thông báo của mình, AFC công bố Maldives sẽ là nước chủ nhà của bảng E, nơi có các đội Nam Á thi đấu vòng bảng AFC Cup. Bảng E sẽ thi đấu từ 23 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Đội đứng đầu bảng sẽ đại diện cho khu vực Nam Á đá trận bán kết liên khu vực diễn ra vào các ngày 24 và 25 tháng 11. Trở lại với Việt Nam, hai đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế để bước vào vòng tiếp theo. Sau 3 trận đầu tiên, Than Quảng Ninh đứng thứ hai sau Ceres Negros với 4 điểm, ít hơn đội bóng Philippines 3 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng với 7 điểm, bằng điểm với Gangwon United nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Mùa năm ngoái thì Hà Nội FC đã lập thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi vào đến tận trận chung kết liên khu vực. Dù vậy, việc để câu lạc bộ 25 tháng 4 của Triều Tiên ghi bàn trên sân hàng đẫy đã khiến Hà Nội bị loại trong tiếc nuối. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những điểm tin bóng đá tiếp theo.